Gan là tạng đặc lớn nhất trong cơ thể và đảm nhận nhiều chức năng khác nhau, bao gồm các chức năng tổng hợp, chuyển hóa và khử độc. Men gan là một loại enzyme bình thường nằm trong tế bào gan, tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể. Khi các tế bào gan bị phá hủy, sẽ giải phóng các enzyme hay gọi là men gan vào máu. Men gan cao là dấu hiệu cho thấy sự tổn thương các tế bào gan, bao gồm tổn thương viêm và hoại tử gan. Men gan tăng cao có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm như xơ gan hay ung thư gan. Vậy men gan cao có triệu chứng gì? Để phòng men gan cao thế nào? Cùng theo dõi những thông tin dưới đây của chúng tôi. Bình thường khi các tế bào gan chết đi do quá trình lão hóa, một lượng men gan sẽ phóng thích vào máu ở nồng độ dưới 35 UI trên 1 lít. Trong ngưỡng này được gọi là men gan bình thường. Tuy nhiên, do một nguyên nhân nào đó, có thể là do virus, do chế độ ăn uống không hợp lý hoặc người bệnh có bệnh lý về gan dẫn đến sự phá hủy tế bào gan nhiều hơn làm cho nồng độ men gan trong máu tăng cao. Nếu men gan tăng gấp chỉ số bình thường 1 đến 2 lần thì là mức độ nhẹ, gấp từ 2 đến 5 lần là mức độ trung bình, còn tăng trên 5 lần là mức độ nặng. Nếu men gan tăng nhẹ, triệu chứng thường không bộc lộ rõ ràng. Mức độ men gan càng cao thì triệu chứng càng thể hiện rõ, như chán ăn, buồn nôn, nôn, đau bụng, sốt nhẹ, người mệt mỏi, đau hạ sườn phải. Khi men gan tăng cao, người bệnh sẽ cảm nhận được cơn đau nhức âm ỉ tại vùng bụng hạ sườn bên phải. Mẩn ngứa, chức năng gan bị suy giảm khiến độc tố tích tụ trong cơ thể, trên da, gây ngứa. Phân có màu nhạt, nước tiểu thì sẫm màu, thường gặp men gan cao do tắc mật. Tắc mật làm cho bilirubin không đi sâu vào đường tiêu hóa được và thải qua đường nước tiểu nên gây ra hiện tượng phân nhạt màu và nước tiểu sẫm. Vàng da, đây là triệu chứng bệnh men gan đặc trưng nhất. Tuy nhiên, khi bạn nhận ra sự thay đổi về màu da thì bệnh đã ở trong mức độ nghiêm trọng. Nếu tình trạng tăng men gan xảy ra kéo dài mà không điều trị thì sẽ dễ xảy ra các biến chứng như xơ gan hay ung thư gan. Thậm chí, men gan tăng cao do nhiễm độc có thể dẫn đến suy gan cấp, hôn mê gan và tử vong. Làm sao để phòng ngừa men gan cao? Có chế độ ăn uống hợp lý, ăn thực phẩm giúp hạ men gan và bảo vệ chức năng gan như các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A, B1, B2, B6 có nhiều trong sữa tươi, lòng đỏ trứng, gan, ngũ cốc, thịt nạc, rau xanh hay trái cây. Hạn chế các đồ uống có chất kích thích như cà phê, rượu bia hay thuốc lá. Nghỉ ngơi hợp lý, ngủ sớm, dậy sớm và hạn chế căng thẳng. Uống nhiều nước. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.